Xin chào tất cả các bác và rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên đề một ngày hôm nay của cửa hàng Kia Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2024. Mở đầu video xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ nhiều các thương hiệu. Và mẫu đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ của thương hiệu Sima các bác nha. Đây là một chiếc Sima Navistar máy cơ tự động, sản xuất năm 1956. Một phiên bản cổ của Sima với tuổi đời đã hơn 70 năm rồi nha các bác. Chiếc Sima này vẫn còn giữ được cái tình trạng rất là tốt theo thời gian này. Đó, màu mặt trắng, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nha. Mặt thì cũng rất là nét, kèm theo phần chân càng lớn, ôm sát vào thân viền đồng hồ cực kỳ chắc chắn như thế này. Thân vỏ thép không rỉ, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy đa giác này. Đấy. Thiết kế đáy đa giác. Chiều ngang của chiếc Sima này sẽ là 34, cùng với chiều dọc sẽ là size 39 các bác nha. Đó, ngang 34 và dọc là 39. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay cho các bác nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Sima này khi mà em đeo lên tay nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính sáng bóng. Thân vỏ thép không rỉ. Các chức năng máy thì vẫn còn hoạt động rất là tốt. Bộ lịch thủ công các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Về bộ máy bên trong thì đây ngay trên màn hình này chính là bộ máy của chiếc đồng hồ Sima này. Đây là một bộ máy R84000 tự động với 21G nguyên bản của Thụy Sĩ các bác nha. Đấy, máy sáng đẹp, sạch sẽ. Máy rất là sạch sẽ luôn. Tình trạng hoạt động tốt. Đó, một chiếc đồng hồ cơ cổ với tuổi đời hơn 70 năm cho các bác sưu tầm ngày hôm nay. Bác này yêu thích chốt đơn em mã số 1 nha, có giá là 2.480.000. Số điện thoại Zalo em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Và cửa hàng Kiên thì sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Đối với các bác mình lần đầu biết đến kênh thì các bác có thể ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này cộng với biểu tượng quả chuông bên cạnh để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và đón xem các video của kênh một cách sớm nhất nha. Qua chiếc số 2 này, Orient, một em đồng hồ đến từ Nhật Bản. Đây là một chiếc Orient với màu mặt xanh xà cừ rất là đẹp luôn ạ. Đấy, mặt xanh xà cừ. Cọc số trải tia và có hai ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nha. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Thì đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm. Đấy, lịch bơm. Thân vỏ thép không rỉ. Phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng của Orient ở đây, cùng với phần dây khóa nguyên bản của đồng hồ nha. Chiều ngang của em này sẽ là size 36, cùng với chiều dọc sẽ là size 40 này. Ngang 36 và dọc 40. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa cho các bác luôn. Đấy, ngoài ra thì em này máy cơ tự động còn có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa này. Và bộ máy của em này thì lên đến 27 chân kính nhé. Máy 27G. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Orient, cái màu mặt xanh xà cừ rất là nổi bật luôn ạ. Rồi và trên màn hình đây chính là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Orient này nhá. Đây, máy em này rất là sáng và đẹp luôn này. Máy sạch sẽ. Nguyên bản của Orient, máy 42970, tự động với 27G. Chức năng máy hoạt động rất là tốt.
Bạn này yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn em mã số 2 nha, với giá 2.180.000 ạ. Tiếp tục một chiếc đồng hồ của Nhật Bản, thương hiệu Citizen. Đây là một chiếc Citizen 7 Star dòng máy custom, tự động với 21 chân kính của đồng hồ Nhật các bác này. Màu mặt ghi một cái dạng form mai rùa cho các bác. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ inox không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy này, có khắc tên thương hiệu Citizen ở đây. Các thông số máy rất là chi tiết và đầy đủ nha. Chiều ngang sai mặt là 36, ngang 36 và chiều dọc sẽ là sai 39 này. Ngang 36, dọc 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay cho mình nữa nha. Này, cọc số, trái tia, có lịch. Và đây là một cái bộ lịch hai ngăn có nấc để chỉnh lịch nhanh cho các bác. Nó sẽ... Đây, các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài, xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh cái phần lịch ngày nha. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. Citizen 7 Star. Và giá của chiếc này thì chỉ có 980.000 thôi. Giá rất là bình dân để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm nha. Chốt đơn em với mã số 3 này, 980.000. Tiếp tục qua mã số 4 và mang đến cho các bác một chiếc Technote Borazone. Một chiếc Technote cổ của Thụy Sĩ được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Thân vỏ gốm ạ. Màu vỏ gốm thì nó sẽ là cái màu ghi xám đặc trưng như thế này. Màu mặt 3D, độc đáo và có một lịch nha. Em này thì kim cọc vàng và toàn bộ phần cọc số thì có cài đá đen đó. Một cái thiết kế rất là chất của thương hiệu Technote vào đầu những năm thập niên 60. Và cũng là một trong những cái thương hiệu tiên phong sử dụng chất liệu vỏ gốm để làm thân vỏ đồng hồ. Đấy. Độ cứng cũng như là bền bỉ cao hơn cả thép. Một cái chất liệu cực kỳ mới thời điểm bây giờ các bác nha. Đấy. Nốm zin này, dây khóa linh kiện nhé. Và ở phía dưới mặt đáy thép có khắc tên cùng với biểu tượng của Technote ở dưới này. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 37 này. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác này. Cái nốm đó nấc đầu tiên nha, kéo ra và xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh này. Đấy. Technote Borazone. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Form cực kỳ dày dặn luôn nha. Đấy. Em này mã số 4 có giá là 2.180.000. Tiếp tục qua chiếc số 5 sẽ là một chiếc Aroma Soulmaster. Một chiếc đồng hồ Aroma của Thụy Sĩ nha các bác. Em này giá rất là bình dân thôi, 1.580.000 là các bác có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ này rồi. Em này thì sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa nha. Cái form thì rất là dày dặn và cực kỳ chất như thế này. Đấy. Các bác nhìn này, màu mặt thì nó sẽ là một cái dạng màu xám lông chuột. Đấy, xám lông chuột nha. Thiết kế với những cái đường vân tỏa tia từ phần gốc kim ra bên ngoài rất là đẹp. Cọc số nổi và có một ô click hai ngăn góc 3 giờ này. Đấy, form mặt sẽ là một cái form dạng trứng và mặt kính lồi nha. Chiều ngang của chiếc Aroma này là 35 cùng với chiều dọc sẽ là size 39 ạ. Ngang 35, dọc 39. Máy cơ tự động có hỗ trợ quất tay, thân vỏ thép không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy này, có khắc tên cùng với biểu tượng của Aroma ở đây. Soulmaster. Đấy, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Mặt kính của chiếc này thì người ta sẽ cắt làm 3 phần này, mặt trên, mặt giữa và mặt dưới này. Đấy. Về bộ lịch. Chiếc này sẽ có nấc để chỉnh lịch nhanh, nên các bác sẽ xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh lịch thứ nhé.
Nói chung là nó có cái nấc chỉnh lịch nhanh thì rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng rồi. Mã số 5 giá 1.580.000 ạ. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một chiếc Pondros Tourneel, một trong những cái phiên bản đồng hồ cơ cổ hàng sưu tầm rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Pondros đến từ Liên Xô này. Đấy. À, các bác nào mà mình yêu thích sưu tầm những dòng đồng hồ cổ của Liên Xô thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà bỏ qua cái phiên bản Trung Reo này được, một cái phiên bản rất là hay và độc đáo luôn các bác nha. À, về cái giao diện bên ngoài thì em này nó mang một cái nét nó khá là cổ điển vintage như thế này, thân vỏ thép. Đấy. Nói chung là thân vỏ thì nó sẽ có một chút những cái vết xước lông gà nhẹ theo thời gian. Nói chung là cái này thì không thể nào tránh khỏi được rồi. À, mặt thì khá là cổ điển với ba cái tông màu xanh và đen. À, có bốn chiếc kim trên phần mặt và chiếc kim ngắn nhất có biểu tượng mũi tên ở trên đầu này. Đây là kim hẹn giờ nha. Đấy, chiếc kim cổ ngỗng này chính là kim dây này. Đấy. À, hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Thì cái núm góc 2 giờ này là núm để lên cót và núm góc 4 giờ này là núm mình để lên cót cho phần kim dây. Đấy, các hoạt động của máy nhé. Lưu ý là khi mà các bác lên cót thì mình lên đều cho cả hai phần kim giúp em. Đấy. Đối với cái phần kim hẹn giờ mình cũng phải lên cót nha, nó là đồng hồ cơ mà. Đấy. Sau đây em sẽ test thử cái phần chuông reo nha. Kéo núm ra bên ngoài và xoay cái kim đến cái vị trí mình muốn hẹn giờ. Qua màn hình thì các bác mình cũng có thể nghe và cảm nhận được cả độ rung cũng như là tiếng chuông reo cũng rất là lớn đúng không ạ? Rất là hay luôn. Đấy, em này máy cơ lên dây với 18 chân kính nhá. Dây khóa thì sẽ là dây linh kiện. Một em Pondros cổ hàng sưu tầm cho các bác này, bản chuông reo rất là hay. Giá 1.790.000 nha. Bác này yêu thích chốt đơn em với mã số 6 ạ. Em qua chiếc tiếp theo và mang đến cho các bác một chiếc Technos Cower. Một em Technos dáng tanh cổ của đồng hồ Thụy Sĩ này. Form quá là chất luôn. Một chiếc Technos dáng tanh. Vuông thành bén cạnh. Cực kỳ sắc nét. Cọc số dạng khối và có một ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ này. Đấy. Dây khóa chun. Một chiếc dây chun Mỹ. Và ở phía dưới mặt đáy này thì sẽ có các tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos ở đây. Đấy. Vỏ thép sáng bóng luôn. Chiều ngang của chiếc này sẽ là size 31 cùng với chiều dọc sẽ là size 30, ngang 31 dọc 30 nha. Size chéo của em này sẽ là 39. Và nó tương đương với một chiếc đồng hồ form tròn khoảng size mặt 33 nha. Đấy. Dáng tanh thì nói chung là những cái form dáng tanh thì nó rất là hay và độc lạ để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm. Đó, bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Thương hiệu rất là ok của Thụy Sĩ. Để cho các bác mình có thể giao lưu nha. Em này các bác nhìn này, vỏ thép sáng bóng luôn, không tí vết nha. Rất là đẹp. Đấy, cái chất lượng thép của Technos rất là tốt luôn. Đây cái biểu tượng phía dưới mặt đáy cũng cực kỳ chất như thế này. Giá của chiếc này thì chỉ có 1.480.000 thôi. Nếu bác này yêu thích chốt đơn em với mã số 7 nhé. Sưu tầm ngay với mã số 7. Giá 1.480.000 này. Em qua chiếc số 8 sẽ mang đến cho các bác một em Swatch. Đây là một thương hiệu đời mới nha. Form rất là lớn. Các bác nào mình thích mấy cái size to này, sưu tầm ngay chiếc này. Đây là một chiếc Swatch sản xuất năm 2003. Máy có lộ lộ tim. Đấy, lộ tim nha, thiết kế lộ tim, màu mặt xanh. Form mặt niềng rất là lớn. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 341. Ngang 41 và chiều dọc sẽ là size 42 này. Ngang 41 dọc 42, thân vỏ nhựa trong nha. Đấy, em này sẽ là vỏ nhựa trong.
Phía dưới mặt đáy này có lộ cơ, lộ máy, máy Swatch Irony tự động 21 chân kính nguyên bản của Thụy Sĩ. Đấy. Dây khóa đúc. Thiếc, dây thiếc nha. Dây thiếc đúc nguyên khối. Rất là hay. Em này máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa. Giá rất là bình dân thôi. Swatch là một thương hiệu cho đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ đó. Một thương hiệu mà các bác mình có thể tin tưởng lựa chọn. Mã số 8 giá 1.280.000 ạ. Chiếc số 9, một em đồng hồ cơ cổ của thương hiệu Tucarit đến từ Thụy Sĩ này. Một chiếc Tucarit với format vuông tivi. Có một ô click lóc 3 giờ. Đó, thân vỏ vàng. Niềng vân vảy rồng rất là hay. Em này thì nó mang cái phong cách khá là cổ điển. Phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Tucarit ở đây này. Đấy. Chiều ngang của em này sẽ là 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 43. Em xin lỗi, 38. Ngang 36, dọc là 38 nha. Nó cái form mặt trông nó khá là vintage cho các bác cổ điển. Máy cơ tự động nha. Cơ tự động. Sugarit. Mã số 9 giá 1.380.000 này. Chiếc số 10 sẽ là một em Octo nha. Octo máy cơ tự động 25 chân kính của đồng hồ Thụy Sĩ các bác ạ. Em này thì đặc biệt là cái phần thân vỏ bên ngoài rất là sáng và đẹp luôn này. Đấy. Màu mặt ghi cọc số dạng khối và có một ô click lóc 3 giờ. Chiều ngang của chiếc Octo này sẽ là 33 cùng với chiều dọc nếu như mà các bác tính cả chân càng sẽ là size 38 nhé, ngang 33 và dọc là 38. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay cho các bác nữa. Bộ máy 25 chân kính nha. Nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đấy. Bác sẽ xoay nốm để chỉnh lịch. Octo tự động Thụy Sĩ có hỗ trợ quất tay. Mã số 10 giá 2.180.000 này. Qua mã tiếp theo sẽ mang đến cho các bác một chiếc Slava của quân đội Liên Xô. Đấy, những cái dòng đồng hồ của quân đội Liên Xô thì khỏi phải bàn rồi. Form nó rất là chất luôn. Mang một cái nét rất là đặc trưng riêng, phóng khoáng cũng như là cái size mặt nó cũng rất là lớn và dễ đeo dành cho các bác nha. Màu mặt của chiếc Slava này sẽ là một cái màu dạng xanh rêu, rất là hay. Số học trò, cách điệu và có một ô click lóc 3 giờ. Đặc biệt một cái form mặt tràn viền rất là lớn ạ. Đấy. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Slava này sẽ là vỏ vàng nha. Đây một vài vị trí thì sẽ có hơi có một chút vết thời gian xuất hiện ở đây. Tổng quan lại thì còn khá là đẹp, nguyên vẹn. Đấy. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Dây khóa này là dây lụa linh kiện nha các bác. Chiếc này thì sở hữu bộ máy cơ lên dây có tay với 21 chân kính này. Lịch chỉnh thủ công nha các bác, lịch vẫn còn hoạt động ok đấy ạ. Biểu tượng quân đội góc đại vị trí góc 6 giờ này. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Slava với một màu mặt xanh rêu rất là đẹp và độc đáo như thế này. Mã số 11 có giá 1.480.000. Em qua mã đồng hồ tiếp theo sẽ là một chiếc Pondrot máy cơ lên dây 17 chân kính của đồng hồ Liên Xô các bác này. Đấy. Pondrot với màu mặt nâu hổ phách. Em này thì thật sự đó là một cái thiết kế mang cái phong cách độc lạ sưu tầm cho các bác luôn. Có một ô click hai ngăn góc 3 giờ nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài có chuyện ở đây là được bọc vàng Au 10 này. Có hai nốm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ.
một chiếc núm lịch bơm, các bác sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch nha. Đó, thân vỏ vàng, đáy thép vòm rất là dày dặn luôn. Chiều ngang của chiếc poncho này là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 44 này. Một form mặt quá là khủng. Bộ may cơ liên dây với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Cái này các bác nào mà mình tay to đeo rất là ok luôn này. Poncho. Cái phần mặt bên ngoài thì nó sẽ hơi có một chút cái bám bụi thời gian vì đây nó là những cái đường G. Đấy, nó trải tia dọc xuống phía dưới như này. Cái này về nhà các bác chỉ cần dùng khăn mình lau đi một chút thôi thì những cái lớp bụi này nó sẽ bay hết nha. Đấy, cái này nó là những cái vết bụi thời gian thôi. Không có vấn đề gì về cái phần vỏ vàng hết. Mã 12 nha, giá em này 1.080.000 thôi ạ. Chiếc số 13 sẽ là một em đồng hồ cực kỳ nổi tiếng của đồng hồ Liên Xô, Bostock. Một chiếc Bostock kim rốn. Đó, hàng cổ nha, một trong những cái phiên bản Bostock đời đầu này. Có kim rốn rất là hay. Đấy, các bác mình có thể sưu tầm ngay cái em đồng hồ này nhá. Máy cơ lên dây với 17 chân kính và màu mặt của chiếc này thì sẽ là một cái màu mặt đen bao công như thế này. Điểm đặc biệt nhất của chiếc này đó là phần thân vỏ vàng bên ngoài được bọc vàng Âu 10. Đấy, vỏ vàng ươm luôn, nguyên vẹn. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Một chiếc dây khóa linh kiện của Slava. Đấy, em đeo lên tay này. Bostock máy cơ lên dây 17 chân kính. Thương hiệu quốc dân đấy ạ. Mã số 13 giá 1.280.000 ạ. 1.280.000. Và đây cũng là chiếc đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.